Thưa quý vị, trái ngược với những kỳ vọng và mong đợi của một thị trường Condotel bùng nổ cho năm 2018, thì thời điểm cuối năm 2018, những con số về lượng giao dịch lại cho thấy đây là một năm thực sự trầm lắng của phân khúc này. Condotel là loại hình căn hộ có mặt trong hầu hết các dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển hiện nay và từng được giới đầu tư ưa chuộng. Thế nhưng, danh phận trên pháp lý của Condotel chưa có, khiến loại hình bất động sản này chưa thực sự phát triển như mong muốn. Cụ thể, năm 2018, thị trường có khoảng 4.596 căn Condotel mới mở bán, bằng 31% so với năm 2017. Nguồn cung sơ cấp trên thị trường tập trung chủ yếu ở Khánh Hòa và Đà Nẵng, chiếm 86% toàn thị trường. Hầu hết ở các vùng phát triển mạnh về bất động sản nghỉ dưỡng đều không có nguồn cung mới chào hàng. Lượng giao dịch cả nước về sản phẩm Condotel trong quý 3 năm 2018 chỉ đạt khoảng hơn 1.000 sản phẩm. Trong khi nguồn cung hiện tại, chỉ tính riêng Đà Nẵng và Nha Trang đã là khoảng 20.000 sản phẩm. Nguyên nhân một phần nằm ở mức cam kết cao nhưng không khả thi cũng làm nản lòng nhiều nhà đầu tư. Tôi nghĩ là Condotel thì sẽ vẫn tiếp tục gặp cái khó khăn trong năm tới. Tuy nhiên là cái chỉnh cái điều khó khăn đấy thì làm cho cả cái chủ đầu tư, các cái đơn vị quản lý cũng sẽ đưa ra cả cái hình thức nó phù hợp hơn để mà đưa cái giá trị nó tiệm cận, tức là đưa cái giá bán nó sẽ tiệm cận với cái giá trị thực và mang lại cái giá trị thực hơn cho nhà đầu tư. Này nó có thể không phải là có những cái cam kết nó cao như ngày xưa nữa. Nó không phải là 12%, 10%, 15%, nhưng có thể là nó sẽ ở cái mức thấp hơn, nhưng mà nó là cái nó phù hợp với cái quy luật chung của trên thị trường quốc tế, cũng như là cái mà thực sự cái khả năng khai thác ở các cái dự án Condotel. Trong khi đó, hiệu quả khai thác kinh doanh không đạt như kỳ vọng, dẫn đến một số chủ đầu tư dự án không thực hiện được cam kết lợi nhuận với khách hàng, gây ra tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản du lịch. Vì ví dụ như một số chủ đầu tư khi đưa ra cam kết lợi nhuận lên đến 9-10% một năm so với giá của sản phẩm ban đầu, nhưng khi dự án xây dựng xong đi vào hoạt động mà không đạt được cái kết quả hoạt động khả quan như ban đầu chủ đầu tư dự kiến, thì chủ đầu tư đó sẽ cảm thấy cái áp lực tài chính để chi trả cái cam kết này rất là lớn. Với chính sách siết chặt nguồn vốn tín dụng vào bất động sản nghỉ dưỡng thì cũng khiến một số dự án đang bị đẩy giá lên quá cao. Hơn nữa, nguyên nhân quan trọng khiến cho thị trường Condotel trong năm 2018 bị chững lại chính là pháp lý của các căn hộ Condotel vẫn chưa được tháo gỡ, gây tâm lý e ngại cho giới đầu tư. Một trong những thách thức lớn nhất tôi đánh giá đây đối với thị trường nghỉ dưỡng là những cái khung về pháp lý cho các cái sản phẩm phái sinh. Dù sao thì đây nó cũng là những cái sản phẩm mà theo tôi đánh giá là nó thu hút được rất nhiều các sự quan tâm của các nhà đầu tư không chỉ ở Việt Nam mà cả các nhà đầu tư đến từ thị trường quốc tế. Pháp lý của sản phẩm Condotel thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn còn gặp nhiều rào cản về pháp lý trong tính sở hữu của sản phẩm. Cho nên cái việc mà năm 2018 vừa qua thì Condotel chỉ giữ được ở cái mức độ là giao dịch ổn định thôi chứ cũng chưa thể bùng nổ. Hy vọng rằng trong năm 2019 khi pháp lý của sản phẩm này thật sự được tháo gỡ thì đấy là một sản phẩm tiềm năng cho cơ hội cho khách hàng cũng như là cho các nhà đầu tư. Phát triển du lịch hiện vẫn được coi là một việc cần được ưu tiên khi Việt Nam xác định đây là ngành kinh tế mũi nhọn. Và như vậy, chúng ta có thể tin tưởng vào khung pháp lý rõ ràng hơn cho loại hình hấp dẫn này sớm được áp dụng trong thời gian tới. Cùng với việc các chủ đầu tư tính toán lại mức cam kết phù hợp, thì chắc chắn loại hình Condotel sẽ có cơ hội phát triển nổi bật hơn trong năm 2019.